Vị em Xuân Hùng là hôm nay vừa mới về một chiếc xe Ford Ranger. Vâng, thưa bác, thì bao nhiêu ngày các bác cũng đang mong chờ chiếc Ford Ranger này rồi. Chiếc này là đời 2014 nhé. Máy 2.2 bản XLT, số sàn 2 cầu. Vâng, thưa bác, chiếc xe thì bao zin và xe gần như mới tinh luôn. Xe rất đẹp, biển Hà Nội nhé. Một chiếc xe XLT 2014 và chiếc này bên em đang chào bán với giá là 455 triệu đồng. Xe cực đẹp luôn. Các bác thưa các bác nhé, con này thì các bác chưa nhìn thôi, nhìn nó là cực đẹp. Long lanh luôn. Xe vừa mới về vẫn bẩn nguyên, em cũng quay luôn cho các bác. Vì con này không cần phải dọn dẹp gì, nó đã sạch rồi. Quá đẹp luôn các bác nhé. Đấy, em quay một vòng cho các bác xem một chiếc Ford Ranger này. XLT nhá, 2 cầu. Và chiếc này đời 2014, số sàn. Đấy, xe tư nhân, chủ Hà Nội, đầy đủ. Tất cả ok bao zin nhá, máy móc thì cực ngon rồi. Đấy, nội thất cũng đẹp. Em quay một vòng cho các bác xem Ford XLT các bác nhá. Đấy, Ford Ranger XLT 2014. Lốp láp thì còn dày bích luôn. Đây các bác ơi. Lốp gần như mới tinh hết đây. Xe chủ nhà đang đi rất là giữ gìn. Nội thất đây. Keo chỉ bao zin, nội thất thì ok, không có mất một phân keo chỉ nào. Các bác nhá, xe cực đẹp luôn. XLT 2 cầu, số sàn. 2014. Xe nó gần như là mới tinh như này các bác nhìn. Các bác chỉ nhìn qua biết này, đây táp lô táp ly đây, nó gần như là xe mới luôn. Chủ rất giữ gìn, bởi vì dòng xe là xe nhà giàu đi cho nên là họ rất giữ gìn. Rất đẹp các bác nhé. Giá bán là 455 triệu đồng. Các bác đang có nhu cầu thì alo cho em theo số hotline 0789 323799. Em Xuân Hùng Ô Tô, chuyên mua bán ô tô cũ trên toàn quốc. Các bác không quên đăng ký kênh cũng như bấm vào nút chuông thông báo thì sẽ cập nhật được những video mới nhất mà em đang hàng ngày cho các bác. Đấy, một chiếc XLT đây. Quá đẹp các bác ạ. Quá đẹp luôn. Thùng đây. Đấy, thùng mẹ còn mới tinh này, lốp láp này. Và lốp láp sắt xi này, sắt xi zin đét luôn. Đấy, xe đây vừa về bản nguyên nhá bác nhá. Em vẫn quay luôn. Vì chiếc này đều quá đẹp rồi, không cần phải rửa cũng đẹp. Các bác nhá, không cần phải rửa cũng đẹp rồi. Đấy, 29C XLT nhá. Cực đẹp, cực chất luôn. Xe đời 2014 nhưng mà rất mới. Đấy, XLT này, xe bao zin hết nhá. Không có đâm đụng va chạm gì, máy móc còn zin nguyên. Chưa đụng chạm. Đấy, nội thất này còn quá ok, keo chỉ zin toàn tập luôn. Không có phần nào. Sơn zin còn khá nhiều các bác nhé. Đấy, sơn zin còn khá nhiều luôn. Đây, từ cái khóa của nó cũng quá mới này. Trần lý nguyên bản các bác nhé. Đó, rất đẹp luôn một chiếc XLT 2014. Xe vừa mới về các bác nhé. Thì các bác đang có nhu cầu mua chiếc này thì alo nhanh nhá. Vừa rồi cũng rất nhiều bác đang tìm hiểu đằng chiếc này đây. Thì bây giờ hôm nay em về rồi. Đấy, XLT, xe thì cần cực đẹp luôn. Lốp láp này các bác này. Lốp láp như nhau bốn quả luôn nhá. Đấy, một chiếc XLT. Và bây giờ em sẽ quay phần máy cho các bác. Vâng, thưa các bác, đây là cái khoang máy của chiếc Ford XLT nhá. Đấy các bác máy nhé. Thực sự là máy này còn ngon ngang với máy đời 1920 luôn. Êm du và bao zin nữa các bác nhá. Từng con ốc một chưa động luôn. Đấy, bao zin xe, bao zin này, không bị đâm đụng, không bị động chạm máy này. Tất cả zin nguyên này. Các bác nhìn qua là biết, có thể là biết con này nó zin mức nào. Bao zin nhá bác nhá. Một chiếc xe XLT 2014, số sàn. Xe chính chủ tư nhân. Không một va chạm nhỏ. Đấy, máy này. Máy nổ im đét và khô rét luôn. Không có một tiếng xì xào là luôn. Đấy, máy êm và rất chắc luôn nhá. Hiếm có con xe thế này các bác nhá. Vâng, thưa các bác, thì một chiếc Ford XLT 2014 em vừa quay chi tiết cho các bác. Và bên em đang chào bán cho các bác là 455 triệu đồng. Giá trên vẫn bớt cho các bác và vẫn bao hồ sơ để cho các bác về làm ra tên đổi chủ nhá. Vâng ạ, em xin chào và hẹn gặp lại các bác.